Sapa được bình chọn là một trong 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất Đông Nam Á và một trong 50 địa danh đẹp nhất châu Á. 5 năm qua, nhờ sự quyết liệt và chủ động của chính quyền địa phương, sự chung tay của người dân và các nhà đầu tư, du lịch tại đây đã có những bước phát triển, giảm dần tình trạng tự phát, manh mún, hướng tới bền vững, vừa tạo sinh kế cho cộng đồng, vừa góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Đây là một trong những mô hình du lịch sinh thái cộng đồng đầu tiên tại thành phố Lào Cai. Du khách trải nghiệm văn hóa dân tộc từ món ăn tới hát then, đàn tính hay múa dân gian. Bà con được đào tạo từ cách làm du lịch, từ đó thu nhập tăng 3 đến 4 lần, đồng thời vẫn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống. Xã cũng rất quan tâm để phát triển để chia sẻ cái bản sắc của xã Tà Phời đến du khách thập phương cũng như là bạn bè trên 17 xã phường về cái bản sắc dân tộc của xã Tà Phời. Từ chỗ chỉ biết công việc làm nương, mấy năm nay những chàng trai này còn tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật Vũ điệu trên mây, một trong rất nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn tại khu du lịch Phan Xipang Legend, mà các diễn viên chính là những người dân bản địa. Không chỉ cải thiện đời sống kinh tế, họ còn được thể hiện bản sắc dân tộc Tây Bắc với du khách. Không chỉ giúp em có công việc ổn định mà còn giúp em có thêm thu nhập. Em được làm công việc mà mình yêu thích và góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa vùng Tây Bắc. Cách đây 5 năm, không ai có thể nghĩ một tỉnh miền núi xa xôi, địa hình hiểm trở lại xây dựng được những công trình kỳ vĩ như thế này. Cùng với sự đầu tư quy mô, du lịch Sapa đang xóa đi tình trạng manh mún và gia tăng tính bền vững. Chúng tôi cũng đã xác định là sẽ luôn đồng hành, chung tay cùng với địa phương để nâng cao vị thế, thương hiệu của du lịch Sapa và tạo cái sức bật cho cái vùng đất rất là giàu tiềm năng này. Năm 2014, tổng lượng khách đến Sapa chỉ đạt 750.000 lượt, doanh thu chưa đến 600 tỷ đồng. Thì đến trước dịch Covid, năm 2019, nơi đây đã đón 2,7 triệu lượt khách, thu gần 4.000 tỷ đồng. Lào Cai là làm tốt công tác về quy hoạch. Đó là Lào Cai đã thực hiện cái việc là đề xuất với Thủ tướng Chính phủ là công nhận và làm quy hoạch công nhận là Sapa là khu du lịch quốc gia. Phát triển du lịch thành ngành kinh tế trọng tâm, xây dựng Sapa thành khu du lịch trọng điểm quốc gia mang tầm quốc tế là một trong những nhiệm vụ lớn của tỉnh Lào Cai đến năm 2025. Mục tiêu đó đang dần trở thành hiện thực. Theo khảo sát mới